Xin chào các khán giả của Café Sáng với VTV3. Mùa Giáng sinh đang đến gần rồi và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm ra những chiếc cookie icing với chủ đề Noel. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm nền bánh, và với nền bánh thì chúng ta phải chuẩn bị bột mì, whipping cream, một chút muối, nước lọc, đường kính trắng, bơ lạc, cộng thêm một chút bột nở nữa. Trừ bột mì và bột nở thì chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu còn lại vào một cái âu. Mình sẽ đem đun cách thủy đến khi mà đường và bơ tan hết thì mình sẽ được một cái hỗn hợp lỏng và khá là sệt. Thì chúng ta sẽ để cái hỗn hợp này thật nguội, sau đó thì sẽ cho bột mì và bột nở vào trộn cùng. Sau khi mà mình trộn bột thành một khối đồng nhất thì mình sẽ bọc kín và để ở trong tủ mát từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó thì mình sẽ mang ra cán và tạo hình. Mình sẽ rắc một chút bột mì để chúng dính. Và nếu nhà các bạn sử dụng mặt đá thông thường thì mình nên dùng giấy nến và cán để đảm bảo vệ sinh hơn. Với mặt bàn bếp được làm từ đá Vicostone, bạn hoàn toàn có thể thực hiện công việc này trực tiếp trên mặt bàn. Do được làm từ đá nhân tạo, gốc thạch anh và có độ đặc chắc cao, đá Vicostone có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, ngăn nấm mốc tích tụ và sinh sôi, từ đó đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi tiếp xúc trực tiếp. Đồng thời, khả năng chống thấm vượt trội cũng giúp công việc vệ sinh trở nên vô cùng đơn giản, chỉ với khăn sạch và chút nước ấm. Chúng ta sẽ cán đến khi mà miếng bột của mình có độ dày khoảng 3 đến 5 mm là đạt. Giáng sinh thì mình sẽ có rất nhiều hình trang trí, ví dụ như là cây thông Noel, hộp quà, chiếc tất hay là ngôi nhà. Với phần bột thừa thì mình sẽ vo lại và tiếp tục cán như bình thường. Sau khi mà tạo hình xong thì mình sẽ bật lò ở 170 độ C và nướng trong vòng 12 phút. Sau khi nướng xong thì chúng ta sẽ được những chiếc bánh vàng đều như thế này, và sau đó thì mình sẽ đánh đường để trang trí. Đầu tiên chúng ta cần phải có đường xay hay còn gọi là đường bột. Tiếp theo đó chính là lòng trắng trứng, nước vani và chút nước chanh. Sau đó thì mình sẽ sử dụng máy đánh trứng và đánh đều. Mình sẽ đánh đến khi mà đường tan hết và lòng trắng trứng bông lên, đặc và sệt như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng các màu thực phẩm để pha màu cho icing. Có một lưu ý nhỏ khi mà các bạn trang trí icing thì các bạn sẽ phải chia các lớp. Ví dụ như là đối với ngôi nhà này thì mình sẽ phải vẽ phần mái trước, sau đó thì sẽ sấy khô ở nhiệt độ 50 độ C đến khi icing của mình nó khô lại. Sau đó thì đến phần thân cũng như là các phần trang trí xung quanh. Icing thì sẽ tốn công một chút, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ được những cái thành phẩm rất là màu sắc giống như thế này, và rất đáng để thử đúng không nào. Chúc các bạn một ngày Giáng sinh vui vẻ.